Hi, xin chào tất cả các bạn các chị. Em xin phép giới thiệu với các bạn các chị chiếc xe Honda SXI 150 nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe Honda SXI 150 nhập khẩu nguyên chiếc thì chạy nó rất là mạnh mẽ nha các bạn. Mẫu mã thì nó rất là đẹp, rất là sang trọng. Đi xe Honda SXI này thì tự nhiên nó đẹp trai luôn các bạn. Và với một cái chiếc xe Honda SXI này thì cái giá tiền thì nó cũng rất là vừa phải, hợp tình hợp lý. Em này mang biển số 59V126998 và cái xe này xin thưa với các bạn các chị, đây số máy của em đó là xe là đời 2007 nha các bạn. Xe này là Honda đó 150 2007. Xe mẫu này là mẫu 207 lên mẫu 2012 nha các bạn. Còn ra nó ý 150 áo zin. Đó. Hai tháng đĩa trước sau an toàn, zin vô chìa khóa rút tay luôn. Đó, nói chung là máy móc rất là ngon, chuẩn. Xe đẹp. Đó, chính chủ. Và với một chiếc xe Honda nó ý nhập nguyên chiếc đời 2007 lên 2012 này thì mình mong muốn bán chiếc xe Honda SXI màu trắng này với số tiền là 78 triệu cho một chiếc xe Honda SXI 150 đời 2007 lên 2012, còn khá là đẹp. Mua về chỉ việc đề máy lên là chạy thôi nha các bạn, ngon lành, đi xa tốt, lại xăng luôn. Chiếc này ngon lắm, máy êm.